cái queen room là dành cho con vợ đó, mà bữa nào giận nhau đó vợ anh ngủ không cho nó ngủ chung mình nữa, bữa tối đó mình chát với bồ nha. Tao bị thử, tao chủ tao có quyền mà. Rồi cái gì? Bạn mày kể mẹ mày chứ không qua bạn mày thì mày ra ngoài mày nhậu đi. Chứ con mẹ mày tao lấy chồng chứ không tao lấy ba tao hả? Mày nghĩ sao vậy? Mày nghĩ sao bạn mày mày mấy chục năm mấy chục tháng tới 3 giờ tới cho nó mượn tiền thôi. Bạn làm đi ra. Kiến thức bất động sản, kinh nghiệm thực tiễn. Mưu mô lừa đảo. Dreamer làm giàu. Kiến xây Việt Nam. Duy Nguyễn THOL BBT Building. Các bạn ơi, trước khi xem video của sếp Duy Nguyễn, các bạn nhớ like kênh của sếp Duy Nguyễn nha. Chắc chắn là qua video trước các bạn hỏi áo này sao có bán lẻ 500 ngàn cái nha, bán lẻ 500 ngàn cái còn mua sắp tặng hay là gì đó, event khuyến mãi hay là lên livestream của Duy Nguyễn mà đưa pháo hay á là cũng có áo nữa, có nhiều lý do để có áo á. Rồi tiếp tục về chủ đề là một cái biệt thự nó như thế nào thì được gọi là biệt thự theo định nghĩa của Duy Nguyễn. Thật sự Duy Nguyễn là tổng hợp kiến thức của mình chứ Duy Nguyễn không định nghĩa theo sách vở nào mà. Cái đó Duy Nguyễn nói thiệt, nên bạn coi Duy Nguyễn là cái kinh tham khảo chứ không phải là kinh kiến thức nha. Nhưng mà cái thứ kiến thức của tôi là cái thức sách không có đâu. Cái đó nó thiệt. Nên giờ nè, cái chuẩn biệt thự nó phải như tôi. Hình vuông. Đầu tiên hình vuông cái đã. Hình chữ nhật thì sao xây biệt thự má. Tôi chứng minh ông cái hình chữ nhật ông không xây được biệt thự. Không xây được biệt thự. Không xây được. Đúng không? Mà hình chữ nhật ông chỉ là nhà phố thôi. Cái dạng nhà ống á. Hiểu không? Hiểu chưa? Kiếm thêm cái nữa. À đây đây, con miếng này ngon nè mày. Ví dụ như đất này nè, được thử đây. Còn khứa này nhà phố đây. Dài, đừng quan tâm chiều dài nha, quan tâm chiều ngang vậy nè. Sao tự nhiên nó lên nắp mà. Rồi tắt. Hiểu chưa, hai khứa này nhà phố nè. Này biệt thự nè. Thì cái nhà của ông mà đặt trên miếng này, hoặc miếng này, hoặc hai miếng gộp lại, thì tôi cũng không coi là biệt thự nữa. Đó là luật của Di. Nhà nằm trên đây mới coi là biệt thự nè. Vậy thì tại sao cái nhà trên đây không coi được biệt thự? Đó, vậy cái nhà ở đây xây sao nó tôi nghe. Cho ví dụ như chiều ngang bên này là 5m, chiều ngang bên này là 15m. Chiều dài 20, chiều ngang 15, chiều dài 20, chiều ngang này 5m. Đo đúng không? Đồ mà chắc lố một chút 18 luôn các bạn. Chiều ngang 18, chiều dài 20. Hình vuông, hình nó phải gần như vuông. Cái nhà này nè, tụi em xây đó, tụi em phải chừa trước chừa sau. Hoặc tụi em đẩy hết trước, tụi em chừa nguyên sau, hoặc tụi em lùi ra sau, tụi em chừa trước gì đó, tùy tụi em xây. Nhưng mà hai bên á, nó phải xây kín hết luôn. Cái tức là cái vách của em nằm mẹ nó hết hai bên rồi. Thì cái đó không là biệt thự. Biệt thự là gì? Biệt thự nó phải có không gian xanh, không gian sạch, nó có không gian sống và không gian chơi. Chứ không phải là cái biệt thự là cái nhà kính mít tù tò này. Hiểu chưa? Nên khi á, cái biệt thự á, bên đây nè, tụi em sẽ xây. Hoặc là tụi em chừa lối đi hai bên. Lối đi hai bên chừng 2.5m thôi. Đúng không? Lối đi hai bên, đúng không? Xong rồi nó xây tới đây nè. Nó xây được 50% mặt độ nha em. 50% mặt độ là sao? Tức là cái nhà này của em á là 500m2 thì nó xây được 250m2. Xây sao được cũng được, miễn 250m2 thôi. Cái còn lại nằm ở trình của thằng thiết kế nha. Thì giờ ví dụ như thiết kế vậy. Đó, thì cái phần hai bên hông nó bị dư, bỏ trống không xây chỉ lát sân thôi. Lắc sân, lắc cỏ, rải đá, rải sỏi, nuôi cá vàng, cá chim gì đó không biết tùy nha. Hồ bơi, hồ biết gì đó không làm đó làm. Không được xây thôi. Thì cái phần này á, người ta kêu là không gian. Không gian gì? Đó. Không gian chơi. Không gian chơi cho trẻ em đi xích đu đồ mấy em. Trước là cái sân. Nhớ chưa, trước là cái sân. Đây là cái nhà. Cái nhà nó cao lên 3 tầng. Tầng trên cùng thì sân thượng. Sân thượng thiết kế thì kêu biệt thự luôn. Sen nóc chi xưa rồi má. Anh nói thiệt á, sao cái nóc quá dở. Nóc nhà đó hiểu không? Cái nóc nhà mà không biết dụng từ gì ta. Cái nóc nhà là cái biệt thự cổ điển nó xây cái nóc. Tự nhiên xây cái nóc chi trời. Gặp anh á, biệt thự này là biệt thự định nghĩa là định nghĩa của anh nha. Là không xây cái nóc ông ơi. Cái nóc hoặc là để gì? Hồ bơi sân thượng. Hoặc là làm mấy cái lam cây, thả mấy chậu cây, tạo không gian nghỉ ngơi trên đó. Đúng không? Tập thể dục trên đó. Đó, hoặc là chơi cái gì trên đó, hoặc để làm một cái gì, một cái sự kiện, một cái bar trời kêu là sky bar, lên uống sâm banh đồ buổi tối đồ, nướng thịt rừng đồ ăn ông nội ơi. Nhớ đó, biệt thự nó phải là như vậy. Ông không đặt như vậy thì ông không kêu là villa được.
Đó, đó định nghĩa. Vậy thì bây giờ thiết kế một cái villa tối thiểu phải cần có cái gì? Cần có cái hầm. Cái hầm là cái phải có. Ủa mà cái hầm từ từ phải có cái sân cái đã. Villa phải là có cái sân. Cái sân để làm chi? Cái nhà ở đây nè, cái đường nằm đây nè. Thằng nào chạy vào đường nó mắc cái hàng rào, nó không nhìn vô được. Thì cái sân này là cái khoảng nè, để cho cái nó tạo ra cái nhà của ông nó có sự thông thoáng. Người ta đi vô, đầu tiên người ta bước vào sân xong người ta chạy lên thềm đồ này nó vậy đó. Nó mới hợp lý. Rồi hoặc là xe khách nó vô đậu đây, đậu đây, đậu đây. Đó. Hoặc là con cái á, nhà có con nó tối ra đây, trưa ra đây đá banh đồ này nọ, chơi bóng chuyền đồ, cầu lông đồ. Đúng không? Đâu cần phải ra ngoài đâu. Diện tích tôi gần 500 mét vuông luôn mà tôi sợ gì. Đó, đầu tiên phải có cái sân. Rồi thứ hai á là hoặc là bây giờ là em để nhà ở giữa hoặc em lách qua một bên luôn. Em lách qua một bên luôn. Cái này là sát cái vách nhà người sát cái vách cái hàng rào đó. Thì em để cái đường đi bên đây rộng hơn. Cái đường đi rộng hơn, cái sân của em thành chữ L, hiểu chưa? Cái sân của em thành chữ L. Sân thành chữ L là bao hay luôn. Lúc đó thiết kế hồ bơi là ngon lành luôn á. Hồ bơi làm cái hồ bơi dài nằm đây nè, đó. Xong rồi cái lối đi hồ bơi cũng là lối đi cặp lề của đây luôn. Hồ bơi ngoài đây đẹp nè. Sân ở đây nè, cỏ nè. Đúng không? Cỏ là trồng cỏ thảm gì đó hoặc lót xi măng tùy. Nhưng mà thường biệt thự á là nó sẽ có đường đi cho xe, xe nó chạy thẳng xuống hầm. Là cái đó đường đi nó lót nhựa thôi. Còn mấy bên này nó trồng cỏ hoặc trồng thảm và thả sỏi hoặc trang trí gì đó kệ tụi mày. Đó không? Đó, vậy đó mới được. Cái đó là cái phần không gian sống nó phải có trước cái đã. Nó phải có trước cái đã. Chứ còn không gian sống không có nữa sao gọi là biệt thự. Đúng không? Không gian sống, không gian chơi. Bây giờ tới trong nhà nè. Trong nhà là tầng hầm. Tầng hầm để làm chi? Để bỏ đồ. Bỏ tất cả những thứ đồ, máy phát điện rồi xe cộ gì đó, bỏ hết trong đó. Đó, tầng hầm làm lại thôi để boss chơi này qua nó xuống được nha. Không biệt thự nhầm mẹ gì, biệt thự nó có sân. Đúng không? Cái sân để đậu boss chơi này qua anh. Đó, rồi cái hầm á thì để đậu Mercedes của anh. Đúng không? Còn nếu mà bạn thích SUV đậu thêm con Range Rover nữa. Đó, là cái hầm là phải có. Rồi đầu tiên á, anh không nói về chi tiết thiết kế mà anh chỉ nói về yêu cầu thôi, phải có phòng khách. Phòng khách nằm ở tầng 1 là tầng trệt nè. Phòng khách nằm ở tầng trệt. Đúng không? Tầng trệt xong rồi lên tầng nữa rồi lên tầng nữa. Đó. Nhớ chưa? Tầng trệt lên tầng nữa, đó là hết rồi đó. Được ba sàn sử dụng. Hiểu không? Rồi, thì cái thường á, cái tầng trệt á nó sẽ là phòng khách. Phòng khách thì cái chỗ tiếp khách đồ này nọ đó, chỗ tiếp khách nó khác cái chỗ ăn cơm nha má. Mấy em nên nhớ cái chỗ tiếp khách nó rất khác cái chỗ ăn cơm. Cái chỗ ăn cơm thiệt mà cái nhà mà nhà bắt chước biệt thự nhà nhỏ nhỏ đó, cái chỗ ăn cơm là chỗ tiếp khách luôn á. Chơi vậy đó, nó cùng lắm nó có cái bàn nhỏ nhỏ vậy nè, không á gia đình ít á dọn ra bàn đó ăn cơm luôn, nó có bộ sofa một à. Còn cái này tiếp khách là chỉ để tiếp khách thôi, nó mới là chuẩn biệt thự. Yes. Đúng không? Ví dụ như giờ bầu nhí gì tới kiếm hôm này nọ đợi đi rồi xong rồi chờ lên trển báo cậu chủ đâu đó, xong rồi cậu chủ đâu đi xuống rồi em để lâu hơn đồ vậy chứ. Đó rồi cầu thang của biệt thự á. Nói chung là tùy thiết kế, nhiều cách thiết kế lắm. Cầu thang cũng là sao làm, anh nói chỉ nói về số phòng thôi. Rồi, bây giờ phòng ngủ nè. Phòng ngủ tụi em nên chia làm hai hệ phòng. Mà theo như kiến thức cái chiêu của anh luôn á, phòng ngủ á thì phòng VIP với phòng thường nó phải nằm ở cái tầng khác nhau. Tại sao có phòng VIP? Phòng VIP giống như là king á, king room. King room tức là phòng vuông vuông bự bự mà cái giường bự bự. Tại sao có cái chuyện đó? Đúng không? Bao giờ chủ nhà chỉ là một ông thôi. Một ông hoặc là một ông một bà thôi chứ đâu có chủ nhà là mười mấy thứ nữa đúng không? Thì thường á, phòng một cái biệt thự á, nó có một cái king room với một cái queen room. Cái queen room là dành cho con vợ đó. Mà bữa nào giận nhau đó vô bệnh ngủ, không cho nó ngủ chung mình nữa. Bữa tối đó mình chát với bồ nha. Tao biệt thự tao chủ tao có quyền mà. Rồi vậy? Hợp lý không em? Chứ bây giờ thí dụ như bây giờ vợ chồng không văn minh mẹ nó tự nhiên con cái giường ngủ thôi, tối giận nhau bắt chồng ra sofa ngủ chơi kỹ má. Chơi kỳ vậy? Không được. Vợ chồng văn minh là gì? Thằng con cái phòng kia là phòng king room, con cái phòng thứ hai kia là queen room. Phòng queen room là phòng của con vợ, bữa nào nó nhớ mình nó bò qua. Còn bình thường nó biến như vậy nó ngủ đi, tối mình có đời sống riêng tư. Lầy nè. Đó, giờ chưa chuẩn bị thời quên Duy Nguyễn nha. Rồi xong, tới phòng của con cái, phòng của gia đình, mẹ cha, khách hàng, khách họ gì đó. Đó là phòng thường. Phòng thường thì làm như khách sạn rồi được rồi. Hợp lý không? Như phòng khách sạn tụi em đi á, để nguyên giải phòng thường luôn. Đó, đi hai bên, phòng 2A, 2B, 2C, D gì đó. Nói chung cái biệt thự á, anh phòng thường chắc chục phòng. Đây kì vậy? Bà con đông lắm rồi. Bà con dưới quê lên chơi đông lắm. Đó.
nên cứ người phòng thì cho khỏe. Với một số phòng phòng quan nữa. Phòng quan khi để mẹ anh hay là ai đó hay là mấy đứa nhỏ dưới quê lên học á. Tức là cái phòng thường á là cái phòng chỉ để tiện ích căn bản thôi. Ừ, trang điểm là ngủ nghỉ tắm rửa toilet trong phòng thôi, chứ không phải là cái phòng nó bự. Nó tóm lại cái phòng thường giống như phòng khách sạn mà đi vậy. Nhìn vậy đi, nhưng mà thiết kế đẹp hơn chút. Còn cái phòng mà để cho ví dụ như em út mình lên nó học á thì nó rộng hơn chút xíu. Nó có bàn học này nọ kia, ờ nó rộng hơn. Nó thì chừng 15 phòng được rồi. Ghê không? Má bị sự mà nói chuyện nghe chảnh không? 15 phòng được rồi. Tại vì miếng đất là 500m mà. 500m là nó rẻ được vậy chứ miếng đất mà nhỏ hơn sao mà sẽ biệt thự. Còn phòng ăn, phòng uống, mấy cái phòng sinh hoạt căn bản tự tụi em suy nghĩ. Nghe, không có cần phải ngồi đấy anh chỉ tụi em làm đó. Nhưng mà anh giờ nói tiếp, những cái phòng sau đây phải có. Phòng làm việc. Phòng làm việc, mặc dù biệt thự để ở, nhưng mà mình là chủ tịch mà. Phải có phòng làm việc nhỏ nhỏ vậy để mình tối về mình nghiên cứu giấy tờ, nghiên cứu công văn, đồ làm việc này nọ, nhưng mà ở nhà rồi đó mấy em. Nên cái phòng làm việc là phải có. Cái thứ hai nữa là phòng gì? Phòng gì mấy em? Phòng này bảo đảm tụi bay bổ ngửa nè. Chưa bao giờ suy nghĩ ra đúng không? Yes. Phòng home gym. Phòng home gym ông ơi. Phòng home gym liên hệ Duy Nguyễn mua home gym bỏ vô. Cái phòng home gym chừng 50 mét vuông á. Trời ơi phải có phòng đó. Để làm chi? Để cho cả gia đình nó vô tập ông ơi. Phát bên. Phòng để cái đồ ra đợi đây nha. Đồ và sang chẳng chưa. Cái hay của cái này là nó kết nối được những cái app này. Hiểu không? Cho cả gia đình nó vô nó tập. Chuẩn cuộc sống là phải có phòng home gym. Đúng không? Phải có phòng home gym. Phòng home gym phải có máy chạy bộ nè, máy vòi tạ nè, đúng rồi, máy tập toàn thân nè. Đó. Nó phải có những cái dụng cụ đó đó để cho người ta tập tạ tại nhà, ta duy trì sức khỏe, duy trì thể lực. Đó. Chứ không phải là cứ nhà đâu phải ai cũng đến phòng gym được, nên mình đã xây được biệt thự rồi đó mà không có phòng home gym làm biệt thự đó mày ngu quá. Nói thiệt. Mày ngu quá mày cũng chết à. Trời đất ơi. Cái chuẩn cuộc sống là phải có nha mấy em, cái này không phải là anh chém gió. Mà nói thiệt, cái chuẩn cuộc sống là phải có cái phòng home gym. Đó, phải có cái phòng home gym, tập gym trong này nọ kia. Thấy có mọi người đầu tư phòng karaoke. Thì cái này cũng không sai, mà thích thì mày làm thôi à. Cái phòng karaoke gia đình á, bạn thích thì bạn làm thôi. Nhưng mà tại sao cái phòng home gym nó quan trọng như bạn không làm? Các bạn không suy nghĩ tới cái phòng home gym. Rồi tiếp tục nè, cái hồ bơi. Biệt thự là phải có hồ bơi. Cái hồ bơi không cần bự, cái hồ bơi nhỏ như phòng tôi cũng được rồi. Để chi vậy? Không phải để mày bơi mà để cho con mày bơi. Mày hiểu không? Cho con mày tập bơi trường đó, xong rồi tối về nhà luyện thêm. Chứ không mốc ra biển rớt chết ngắt. Thiệt chứ bây giờ anh nói rồi hoàn toàn nghiêm túc, tại sao không bơi ở ngoài? Ở ngoài nó dơ. Ở ngoài nó dơ, với phần con mà nó còn nhỏ đó. Ra ngoài á là mồi cho cái bọn xấu. Nó quay đó tình dục. Đúng không? Mình phải biết mình là đá đì với mình là má mì thì mình phải lo cho con mình như vậy chứ. Trang bị tận răng vậy thôi muốn gì nữa. Chưa kể con gái đủ đang gái con đứa rồi đi bơi dính bầu luôn mày. Không biết quỷ nào sụt trong hồ bơi. Cái này có chứ phải nói giỡn. Cái này có. Bơi xong về khám tay dính thay luôn, thua luôn. Mà trong hồ bơi mã ơi nước gì đâu mà vàng vàng, nước gì đâu mà ấm ấm đầu này nọ các kiểu rồi. Nó ghê chết bà luôn á. Đó, nên các bạn phải đầu tư hồ bơi nhỏ xíu hơn cũng được nữa để cho con mình tập bơi. Không cần bự, như nãy tôi nói rồi, hồ bơi một để cặp hông nè. Để cặp hông cũng dễ thương. Còn hông á đẩy lên sân thượng, để nửa sân thượng là hồ bơi, bên kia là một số bàn để ngồi uống nước chơi này rồi tiếp đón bạn bè. Đồ văn minh lên. Đó mới là cuộc sống của em. Cái biệt thự của tụi em tối thiểu nó phải có được những cái đó. Chứ không phải là cái biệt thự chỉ xây lên hiệu giả là biệt thự trong khi tiện ích cuộc sống chán bỏ mẹ. Xây trong cái đường gì đó mà xe hơi vô chả được. Cứu quả vô không được, đẻ vô không, xe cấp cứu cũng vô nữa. An ninh security, đồ smart house, smart phone gì đó. Thì mấy mốt anh sẽ chia sẻ thêm. Có, còn ngày hôm nay anh nói một cái điều, cái định nghĩa biệt thự. Là cái biệt thự của anh là cái villa. Chứ anh không có thích. Anh không có thích cái biệt thự mà dạng cổ điển. Biệt thự giãn còn đi nhìn nó nặng nề, nhìn nó xến xúa lắm mà làm nó cũng tốn kém nữa. Nó làm nó tốn kém lắm, bỏ một bộ bàn ghế vô tỷ bạc chi trời. Bàn ghế là bàn gỗ á,
biệt thự vỏ bằng gỗ vô nhìn nó ám ám sao không em ơi. Nói ra khi đụng chạm nhà tía má tụi em chứ. Chứ bây giờ tụi em nhìn bàn anh nè. Chút quay bàn không đi, đó bàn anh đó. Bộ ghế của anh ngồi tiếp khách thôi, nhìn nó đơn giản mà nó sang. Tại chẳng qua chỗ này chỗ làm anh để sàn gỗ thôi. Đúng không? Mai mốt mà biệt thự anh chơi đá, đá là nó bóng lên, đúng không? Nó bóng lên, ánh lên. Nó để bộ rèn này vô nó nhìn bao ke luôn. Đúng không? Thiết kế kính này nọ, tụi em cứ tham khảo mấy mẫu biệt thự của châu Âu đi. Đó, mẫu gọi villa đó. Nhìn nó rất đẹp, nó đẳng cấp. Biệt thự phải bỏ trong một nơi đẳng cấp. Vậy á, mà anh nói anh thích biệt thự lắm, anh sẽ mua đất, anh xây biệt thự. Anh tự xây thôi à. Chứ anh không có đi mua biệt thự sẵn mày ơi, biệt thự sẵn trắng ngòm mà ai biết nó xây sao. Mai mốt anh sẽ phân tích cho em cái ngu khi mua biệt thự xây sẵn và cái được khi mua biệt thự xây sẵn. Ok, nhớ anh nợ tụi em clip đó. Chứ không rồi xã hội giờ kiến thức bất động sản nó nhiều lắm, mà tụi em không cập nhật kịp á, tụi em không có kiến thức bá đạo giang hồ như anh á, tụi em ra đời tụi em khờ. Đầu tiên định hình xây cái biệt thự mình không biết cách xây, mình để cho thằng thiết kế nó thiết kế mẹ theo mẫu, cứ mẫu nào nhổ nấy á. Thiết kế thiếu cái home gym là thấy bà nội rồi. Mà đâu phải cái home gym mình phải dự trù trong đầu mình. À cái home gym mình bỏ cái máy nào vô, cái home gym cầm bao nhiêu diện tích, chứ đâu phải tới hồi đó đưa phòng nhỏ xíu cho tôi làm cái home gym đó. Rồi phòng ngủ thì phải có phòng master, phòng bình thường. Phòng ăn cũng vậy. Còn phòng ăn nó phải là phòng riêng hoặc là phòng ngay bếp luôn, thì bếp phải rộng. Đúng không? Bếp phải rộng, phòng cho con cái nó ngồi coi tivi, tiện ích này nọ thả nó ra ngoài phòng, phòng không cho ra phòng khách. Phòng khách là cái phòng cha mẹ tiếp khách. Đồ mà nó ra phòng khách nó quậy bà cố luôn, ai chịu nổi. Cho nó cái phòng nhỏ nhỏ á. Cái phòng nhỏ nhỏ ngay chỗ phòng ăn á. Thường á, con cái nó ngồi giỡn ăn á, rồi để cho mẹ nó bụp nó hoặc là bà nội bà ngoại gì đó, thì để ngay chỗ cái phòng bếp á, là một bên là làm đồ ăn. Rồi xong rồi kế đó là cái bàn ăn nhỏ. Cái bàn ăn nhỏ là cái bàn ăn thường luôn á, tức là cái bàn ăn đó dùng gia đình để ăn luôn á, để khỏi mang tới mang lui, mang đi rửa cho nó gần. Rồi kế bên đó chút xíu nữa là cái tivi với cái cũng là cái phòng khách nhỏ luôn. À, hiểu chưa? Hiểu chưa? Cái này chỗ này hơi rối nha. Tức là cái gian nhà bếp tụi em đó sẽ là combo của 3 phòng. Đầu tiên phòng bếp, 2 phòng ăn, 3 phòng giải trí. Phòng khách á. Nhưng mà khách ở đây là con cái trong nhà không à, chứ khách ở dưới nó không có lên đây. Khách đối tác anh không mời cơm khỉ gì, muốn đi thì tao mày đi massage thôi. Nó chứ còn mời cơm không có được. Không lẽ giờ mời cơm đây rồi tự nhiên đem tự trên gia đình đi xuống, gia đình nó khác, khách nó khác mà, hiểu không? Còn ra quán đi, tao nói thiệt á, có mấy thằng đàn ông nó lớn nó già, cái đầu nó rủ bạn nó về nó hành con vợ nó mày. Tao nói thờ nó kêu mày rủ bạn mày ra ngoài mày nhậu mẹ đi. Để cho vợ con mà nằm ở nhà nó chơi được cái ngày thứ bảy chủ nhật. Đâu rồi em ơi, có khách anh tới chơi em. Đâu thế giờ mẹ mày đâu đó, nó ngoài có muốn đi chợ đó làm vài món nó nhâm nhi với bạn, cái bạn cũ lâu ngày gặp lại. Bạn mày chơi mẹ mày chứ không phải bạn mày thì mày ra ngoài mày nhậu đi. Chứ con mẹ mày tao lấy chồng chứ không tao lấy ba tao hả? Hợp lý không em? À, bạn bè của mẹ gì tự nhiên không tháo hết liên lạc, mười mấy năm không gọi liên lạc, bữa nay bạn bè tới thân tới chơi làm vài món. Ủa, thằng chồng này chắc biết thương vợ lắm. Thôi thôi, bạn mày tới mày ra ngoài mày nhậu luôn đi mày ơi. Nè, không có tiền chị bà cho. Hợp lý không em? Hợp lý lại đi, nhiều thằng ghét lắm. Nói trời ơi, bạn bè người ta mà tới đây thì phải hầu hạ nó đi. Ủa, đi ra ngoài chợ mua đồ sống đồ tanh về. Làm ăn đã đời nghe nó cà nhè. Lúc thì khô mực, lúc thì đậu phộng. Đậu phộng xong rồi còn phải dọn rửa chén cho nó nữa. Thôi thôi đi ông nội, đời sống văn minh ở biệt thự mà đầu với đầu đất vậy đó. Nghe like của anh là tức lắm. Thôi giỡn chơi tụi em thôi. Bữa sau anh sẽ làm tụi em về một cái video là nên mua biệt thự xây sẵn hay mua đất xây biệt thự. Mỗi cái nó đều có cái hay và cái dở của nó. Anh sẽ phân tích rất giang hồ. Mong tụi em subscribe, like cho kênh Duy Nguyễn THOL của anh trường tồn nha em. Bye bye. Hay thì mua súp đi ba. Giàu nghèo mẹ gì. Lai xe là đương nhiên rồi. Có chùa hoài 3 triệu. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.